Để sử dụng son chảo chống dính bền lâu, cần lưu ý một vài điểm sau. Khi mua về, hãy rửa qua vật dụng bằng nước rửa bát để làm sạch lớp bụi bẩn bên trên, để khử mùi hôi khó chịu của lớp sơn chống dính. Có thể phủ một lớp bột cà phê lên trên bề mặt son chảo rồi đem hâm nóng và rửa sạch bằng nước. Thứ hai là đổ dầu vào chảo trước, sau đó mới đặt bếp lên, bởi nếu đợi chảo nóng rồi mới cho dầu vào, dễ làm bong lớp chống dính. Thứ ba là không tác động nhiệt độ quá cao vào nồi chảo chống dính bằng cách nấu ở nhiệt độ thấp hoặc trung bình, không cho vào máy rửa bát, không cho vào lò nướng. Thứ tư đó chính là hạn chế sử dụng các loại thìa, dĩa, dụng cụ bằng kim loại sắc nhọn để tác động vào lòng đáy nồi chảo chống dính. Thay vào đó, sử dụng các dụng cụ bằng gỗ, đầu bằng, vân vân. Không nên nêm gia vị trực tiếp trên nồi hay chảo chống dính, bởi điều này có thể khiến lớp chống dính bị rỗ lên nhanh chóng, dẫn tới hiện tượng bong chóc, trề xước. Khi vệ sinh, không nên dùng miếng kim loại hay bàn chải chà sát vì gây trề xước, bong chóc lớp chống dính. Nên dùng miếng bọt biển hay miếng cọ rửa mềm để cọ rửa xong nồi.